Thưa quý vị, chúng ta mong muốn cung cấp hàm lượng vitamin mỗi ngày cho những thành viên trong gia đình của mình thông qua việc xay ép trái cây, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho tất cả quý vị một người bạn đồng hành đến từ thương hiệu rất là quen thuộc trên VTV Huy Đài Home Shopping trong thời gian vừa qua, đó chính là thương hiệu Micio mọi người nha. Cùng với dòng sản phẩm ngày hôm nay, máy xay ép 3-in-1 đến từ thương hiệu Micio. Chỉ một chiếc máy mà thôi, bất cứ nhu cầu xay ép như thế nào trong gia đình của chúng ta cũng có thể được giải quyết một cách nhanh chóng, gọn gàng quý vị ạ. Và từ đó mỗi ngày chúng ta sẽ có ngay là những ly sinh tố thơm ngon nè, còn có thêm là những ly nước ép, và bên cạnh đó mình cũng có thể là sử dụng ngay để sơ chế thực phẩm trong gian bếp của mình nữa, cực kỳ hấp dẫn, chỉ có trong chương trình mua sắm ngày hôm nay mà thôi. Với thân máy rất là nhỏ gọn, phù hợp cho nhiều không gian sống khác nhau, ngay bây giờ sẽ là khoảng thời gian để tất cả quý vị chúng ta cân nhắc nè, sở hữu ngay dòng sản phẩm lần này để phục vụ nhu cầu sống của gia đình của chúng ta mọi người nha. Nhanh tay sở hữu ngay cùng với chương trình, tất nhiên chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc ở khắp đất nước Việt Nam mọi người nha. Như Nguyễn và Quang Quý mến chào tất cả quý vị đang theo dõi VTV Hyundai Home Shopping. Và như những chia sẻ của Quang Quý thì ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ người bạn đồng hành mới trong không gian bếp của mình. Đó chính là một chiếc máy xay ép 3-in-1 quý vị nha. Như vậy là chúng ta có thể là vừa ép được những cái loại trái cây, rau củ với nhiều vitamin khác nhau nè. Nhưng mà chúng ta còn có thêm những cái chức năng như là xay sinh tố hay là cả xay những cái món đồ khô luôn, chỉ bằng một chiếc máy thôi. Và đặc biệt hơn là ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị một mức giá vô cùng ưu đãi luôn, khi mà chúng ta sẽ được VTV Hyundai giảm ngay 500.000 nếu mua trong khung giờ phát sóng này nha. Bình thường một cái sản phẩm tiện lợi đa năng và 3-in-1 như thế này nè là sẽ tầm khoảng là 1.490.000, nhưng mà hôm nay chúng tôi tặng ngay cho quý vị 500.000, chỉ còn 990.000 đồng mà thôi. Đúng rồi, thưa quý vị, nhắc lại một lần nữa dòng sản phẩm ngày hôm nay trên VTV Hyundai Home Shopping quý vị nha, chỉ với mức giá là 990.000 đồng mà thôi là chúng tôi đã giảm ngay 500.000 đồng cho tất cả quý vị rồi, so với giá nhà cung cấp là 1.490.000 đồng, để có thể là sở hữu ngay dòng sản phẩm lần này. Mua một nhưng mà chúng ta được tới 3 quý vị nha. Đó, mua một được 3 có nghĩa là sao ạ? Chúng ta sẽ có là những cái cối ép nè, cũng như là xay sinh tố và cả xay đồ khô nữa quý vị nha. Thực hiện rất là nhiều những công việc đơn giản ngay trong gian bếp của mình cùng với dòng sản phẩm lần này. Và còn có thêm một ưu đãi nữa, đó chính là trong chương trình ngày hôm nay, với dòng sản phẩm này chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Cho nên ngay bây giờ hãy alo nhanh chóng về cho chương trình nào. Máy xay ép 3-in-1 Micio có khay đựng thực phẩm rộng rãi, hộp ép lớn là dễ dàng ép các loại trái cây lớn mà không cần cắt nhỏ luôn. Lưỡi ép bằng inox 304 cao cấp, chúng ta có thể an tâm trong quá trình sử dụng. Còn có thêm quai gài chắc chắn, chốt khóa an toàn nữa quý vị nha. Lại thêm phần yên tâm trong quá trình mà chúng ta dùng máy. Vòi xoay 360 độ tiện dụng. Còn với máy xay sinh tố với cối xoay bằng thủy tinh cao cấp, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, dung tích lên đến 600ml, lưỡi dao kép mạnh mẽ, chúng ta có thể là dễ dàng xay nhiều loại rau củ khác nhau. Bên cạnh đó thì máy xay khô, cối xay bằng nhựa cao cấp có lưỡi xay sắc bén, xay tất cả gia vị kể cả hạt cứng như tiêu, đa năng, tiện dụng, tiết kiệm chi phí. Mua 1 được 3. Và thưa quý vị, cùng với dòng sản phẩm ngày hôm nay quý vị nha, máy xay ép 3-in-1 đến từ thương hiệu Micio nè, công suất là 400W quý vị ạ. Tốc độ xay ép một cách nhanh chóng dành cho những thành viên trong gia đình của chúng ta có thể thực hiện những món ngon nha. Thân máy làm bằng inox 201 sáng bóng, bên cạnh đó còn có chân đế cao su quý vị nha, giúp chống trượt và an toàn khi sử dụng. Sản phẩm chính được bảo hành trong khoảng thời gian 18 tháng với màu sắc sang trọng và phù hợp trong mọi không gian sống của chúng ta. Máy xay ép 3-in-1 Micio tiết kiệm không gian và cả chi phí đầu tư nữa. Chúng ta mua một sẽ có ngay một chiếc máy ép trái cây, sẽ có một chiếc máy xay sinh tố và một chiếc máy xay đồ khô, tất cả tích hợp chỉ trong một chiếc máy xay ép 3-in-1 Micio mà thôi. Sản phẩm tiện ích cho mọi gia đình. Và đặc biệt chỉ có trong 30 phút phát sóng ngày hôm nay mà thôi quý vị nha. Dòng sản phẩm máy xay ép 3-in-1 đến từ thương hiệu Micio. Trong một bộ sản phẩm khi mà quý vị nhận hàng tại nhà nhớ kiểm tra dùng Quang Quý và Như Nguyễn nè, bao gồm một thân máy, một cối ép, một cối xay sinh tố và cả một cối xay khô quý vị nha. Mức giá cực kỳ hấp dẫn luôn. Mức giá nhà cung cấp là 1.490.000 đồng. Ngày hôm nay giảm ngay 500.000 đồng cho tất cả mọi người. Giá trình VTV Hyundai chỉ còn 990.000 đồng mà thôi. Và thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã có thể thấy là rất là nhiều những thông tin thông qua những con chữ chạy trên màn hình mà chúng tôi chia sẻ cùng với mọi người, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra chữ không thì chúng ta không có hình dung được là chiếc máy ngày hôm nay xay ép đa năng 3-in-1 như thế nào. Thì ngay bây giờ mọi người hãy cùng đến với Quang Quý và chúng ta sẽ cùng nhau thao tác với chiếc máy này nha. Một cái đặc điểm nổi bật mà Quang Quý cực kỳ thích của chiếc máy này đó chính là thao tác nhanh chóng và dễ dàng. Và bên cạnh đó mọi người thấy không ạ? Chọn một bộ sản phẩm như thế này nè. Wow, rất là nhỏ gọn luôn nè. Đó, có một cái phần thân máy như thế này quý vị nha. Với phần thân máy làm từ inox 204 cho nên là tất cả chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm, đế là bằng cao su
quý vị ạ. Có những cái núm hút cao su á, từ đó thì đó rất là chắc chắn như thế này trên nhiều bề mặt khác nhau. Những lúc mà có thể là xây sinh tố hay là ép đúng không ạ? Với công suất là 400W, nó có rung lắc như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn giữ nguyên cái vị trí nè, công suất mạnh mẽ nhưng mà chúng ta có thể yên tâm trong quá trình sử dụng mọi người nha. Ngoài ra thì với dòng sản phẩm ngày hôm nay chúng ta có thể là thay thế một cách nhanh chóng cái phần ở phía trên như thế này, ráp với thân máy để tùy thuộc theo nhu cầu sử dụng của chúng ta. Ở thời điểm hiện tại thì chiếc máy này đang trong tư thế để làm ngay những món nước ép thơm ngon mọi người nha. Với những món nước ép như thế này thì chúng ta rất là dễ dàng và tiện lợi để trái cây vào phía bên trong, ở phía bên trên nè, rau củ quả khác nhau, và sau đó thì chúng ta chỉ cần là sử dụng một cái thanh để đẩy thực phẩm vào bên trong mọi người nha. Ở dưới thì có lưỡi bằng inox nè, rất là nhanh chóng và tiện lợi có thể là ép trái cây luôn. Và sau khi mà ép ra thì phần nước sẽ di chuyển ở đâu ạ? Di chuyển ra phần vòi ạ. Phần vòi này thì xoay được 360 độ mọi người nha. Những lúc mà chúng ta xay xong á mà còn cái phần nước của thực phẩm chúng ta dư ra, sợ nó bị nhiễu xuống đúng không ạ? Hỏng sao hết, mình quay ngược lên. Đó, nhanh chóng và dễ dàng mà thôi. Mà những lúc sau khi mà chúng ta muốn làm nước ép xong, mình làm sinh tố đi thì rất là dễ dàng ạ. Ở đây có phần khóa nè, mình kéo lên nha. Rồi mình sẽ mở ra như thế này quý vị ạ. Đó, rất là nhanh chóng và tiện lợi luôn. Ở đây thì mọi người chúng ta thấy là có một cái lưỡi dao thép như thế này, mà mình gỡ ra luôn mọi người nha. Gỡ ra như thế này. Đó, và tiếp tục chúng ta sẽ gỡ luôn cái phần ở giữa ra thưa quý vị. Đó, và đây là cái phần thân máy quý vị nha. Đó, có thể là kết hợp cùng với tiếp tục là cái phần đầu máy ở phía bên trên. Và khi mà chúng ta kết nối cùng với phần đầu máy này thì quý vị lưu ý dùm quan quý nha. Nếu mà kết nối không khớp á, thì chiếc máy sẽ không hoạt động để đảm bảo an toàn cho chúng ta. Ở đây có một cái phần thanh nè, nó hơi chọi chọi ra như thế này nè. Mọi người lưu ý là ở phía cái phần thân máy cũng có thêm một cái điểm nút như thế này để cho chúng ta có thể là theo dõi nha. Đây, phần thanh là và cái điểm nút như thế này thì chúng ta phải ráp cùng lúc với nhau. Đó, và sau đó thì chúng ta chỉ cần gắn lại thôi, khóa lại. À, rất là đơn giản và dễ dàng thôi, và mình chỉ cần gắn cái phần cối như thế này lên quý vị nha. Cối xay rất là nhanh chóng và đơn giản luôn. Mình đè xuống nhẹ nè, xoay một cái, nghe một tiếng tách. Đó, đó là một cái công tắc phụ mọi người nha. Nếu như mà chúng ta xay nó không có đúng cái ngàm của nó, máy sẽ không hoạt động thưa quý vị. Và sau khi mà xay sinh tố xong, rồi chúng ta muốn làm gì ạ? Chúng ta muốn xay đồ khô nè, xay tiêu, xay ớt hay là xay các loại hành tỏi khác nhau đúng không ạ? Tiếp tục để vào. Đó, rất là nhanh chóng và tiện lợi cho những thành viên trong gia đình của mình. Và như vậy thì chiếc máy này đa năng 3 trong 1 quý vị nha. Đó chính là lý do vì sao mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị dòng sản phẩm ngày hôm nay rất là tiện dụng dành cho những thành viên trong gia đình của chúng ta mọi người nha. Như vậy là chúng ta thấy là có một chiếc máy rất là tiện đúng không ạ? Khi mà chúng ta chỉ cần một chiếc máy thôi, tiết kiệm diện tích vô cùng mà chúng ta có thể là làm được nhiều những cái món ngon khác nhau, thậm chí là chúng ta xay được cả đồ khô hay là chúng ta có thể là ép trái cây rồi làm sinh tố luôn chỉ bằng một chiếc máy thôi. Cho nên mua một được ba là như vậy đó quý vị ạ. À. Và bên cạnh đó thì sẽ còn có mức giá ưu đãi dành cho những chiếc máy như thế này nữa. Thay vì bình thường chúng ta sẽ phải mua sắm chiếc máy này là tầm 1.490.000 đồng thì nay chỉ còn 990.000 đồng mà thôi. VTV Hyundai sẽ dành tặng cho quý vị 500.000 đồng quý vị nha. Vô cùng ưu đãi luôn, mà còn được bảo hành lên đến 18 tháng cho chiếc máy xay ép 3 trong 1 Misio này nữa đó quý vị. Đó, rờ vào cái thân inox sáng bóng mà nó rất là mát nữa. Cảm giác nó rất là sang cho cái không gian bếp của mình quý vị ơi. Và bây giờ đây thì như Quang Quý nói là có thể xay được nhiều những cái loại mà đồ khô, cho nên là Như Nguyễn sẽ thử coi. Như Quang Quý nói ấn vô và đó, mình chỉ cần gạt qua thôi, rất là đơn giản phải không? Rồi đây chỉ có một cái phần mà nút điều chỉnh nè. Đó, mình chỉ cần là gạt qua thôi, để Như Nguyễn gạt bên này nha cho mình. Wow. Rất là mạnh mẽ luôn mọi người thấy không? Đúng rồi, như vậy là chúng ta sẽ có hai cái tốc độ quý vị nha. Đầu tiên là tốc độ thứ nhất và tốc độ thứ hai luôn, tùy theo nhu cầu của tất cả chúng ta. Xay rất là nhanh chóng và tiện lợi như thế này luôn. Đó, và chỉ cần chớp mắt mà thôi là những cái phần tiêu á, những cái hạt tiêu rất là cứng như vậy á, nó đều được xay rất là nhuyễn rồi quý vị nha. Và cũng như là có một cái phần đảo trộn ở phía bên trong theo cấu trúc cái phần lưỡi dao thưa quý vị, là vừa xay nha, vừa trộn ở phía bên trong luôn, cho nên là đảm bảo phần tiêu của chúng ta. Ê, Quang Quý thấy là xong rồi đó Như Nguyễn đúng không? Rất nhanh luôn đúng không quý vị? Đó, quý vị cũng có thể thấy được cái sự đảo trộn trong cái phần mà hoạt động của cái phần máy xay khô như thế này. Đó, như vậy thì tất cả những cái nguyên liệu ở trong cái phần cối xay khô của chúng ta sẽ được trộn đều và được xay nhuyễn hết. Đó, chứ không có sót lại, không để hột tiêu nở lại phía sau. Bây giờ Như Nguyễn sẽ đổ ra thử nha, cho mọi người cảm nhận nha. Đó, nó nhuyễn mà như thành bột luôn á mọi người. Đó, mọi người có thể xem nè, tiêu nó nhuyễn và nó mịn luôn á. Như vậy á, mà mình có thể là nêm gia vị trong các món ăn, hay là thậm chí là mình có thể mình thưởng thức á, mình làm muối tiêu quý vị, là nó ngon không gì bằng luôn đó quý vị ạ. À. Mà như vậy là chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm trong việc là xay khô mọi người nha. Tiếp theo sau đó, những lúc như thế này tự nhiên Quang Quý lại thèm uống một ly sinh tố thật là thơm ngon và bổ dưỡng Như Nguyễn ơi. À, Quang Quý thích ăn chuối đúng không? À, ok, Quang Quý thích ăn chuối. Rồi, Như Nguyễn thì ít thích Oreo. Rồi. Cho nên mình sẽ làm một cái món chuối Oreo. Rồi. Đó. Wow, chuối nè. Rồi, cho Oreo luôn đi. Đây. Oreo, xoay bánh.
Đó. Nếm kèm bởi chấm vì sữa. Lưỡi dao rất là mạnh mẽ quý vị ạ, lưỡi dao bằng inox 304 an toàn nữa, cho nên là mình cũng không có cần phải cắt nhuyễn hay là xay nhỏ thực phẩm quá nhiều đâu. Đó, rồi thay vì Oreo xoay bánh liếm kem chấm sữa đúng không, thì giờ cho cả sữa vào bên trong luôn để mà chúng ta có thể thưởng thức một cái món rất là ngon nha. Rồi. Và quý vị cũng có thể thấy là thao tác cực kỳ đơn giản mọi người nha. Và quý vị chúng ta lưu ý là sau khi mà chúng ta lắp cái phần cối này phải đúng ngàm của nó thì chiếc máy mới hoạt động mọi người nha. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện sinh tố nào. Đó, mạnh hơn xíu nè. Rồi xong, trong chớp mắt thôi là chớp đã có ngay. Chớp mắt thôi, như Nguyễn thấy là xong rồi. Ủa vậy hả? Tại Ủa vì vậy? Cái món Oreo mà quý làm nhuyễn quá thì sao mà quý cảm nhận được cái hương vị đó. Mà như Nguyễn để ý không, lúc nãy Quân Quý đã mở luôn ở cái cấp độ thứ hai luôn mà nó rất là nhẹ nhàng luôn mọi người. Đúng nha rồi. Nó không có bao quá là ồn ào luôn á. Rồi bây giờ thì mình chỉ cần mở cái nắp ra nha. Đó, bây giờ mình sẽ đổ vào đây. Em mở nắp ra đi, trong cái ly có gì? Có Oreo thôi. Đó. Có ốc chó nữa nè. Có ốc chó, cái này là phải xay mà nó nhanh nhanh một chút xíu để mình uống vào nó có sực sực á, nó sẽ ngon hơn mọi người nha. Đó là tùy theo cái sở thích của chúng ta. Đúng nếu rồi. Mà chúng ta muốn nhuyễn hơn thì mình để lâu hơn một chút xíu nữa mọi người ạ. Dạ. Đó và bởi bây vì giờ nếu mà nhà mình có con trẻ thì sẽ cần nhuyễn hơn đúng không? Nhưng mà người lớn á thường thích là vừa thưởng thức rồi có cái gì đó mình nhai á cho nó đỡ buồn miệng, nó sẽ hấp dẫn hơn nữa. Bây giờ thì đã xong sinh tố rồi nha, một lát nữa làm xong hết chúng ta sẽ cùng nhau có một bàn tiệc để cùng nhau thưởng thức luôn. Bây giờ thì có hai chiếc máy ép ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thử thách của Quang Quý và Như Nguyễn. Lại thử thách nữa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện song song cùng một lúc luôn nha Như Nguyễn. Như Nguyễn thì sẽ làm một cái món, cái này có lê nè ha, có dưa leo nè ha, có rau chân vịt. Đó. Trời, không cắt ra luôn, để nguyên luôn. Để nguyên cây luôn, để xem là chiếc máy của chúng ta hoạt động mạnh mẽ như thế nào. Còn bên Quang Quý thì sẽ có gì sẽ có thanh long đỏ giải cứu nè. Đó, còn có thêm là ổi nè, còn có thêm sơ ri nữa thưa quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi đó. Cảm giác hồi hộp quá, cảm giác như là mình bị thử thách đó quý vị. Nhưng mà Như Nguyễn nhìn vào cái họng ép của chiếc máy thì Như Nguyễn cảm thấy rất là yên tâm. Bởi vì cái họng ép lớn lắm. Ủa đây nói chuyện, họng ép rất là lớn quý vị nha. Cho nên là mình có thể là bỏ thực phẩm vào bên trong mà không có cần phải cắt quá nhỏ quý vị à. Rồi đó, cứ việc cho vào thôi. Rồi chưa nha, bây giờ mình mở nút cái 2, 3. Thôi, mọi người thấy không ạ? Chiếc máy của chúng ta hoạt động rất là êm ái luôn mọi người ạ. Và sau khi mà chúng ta ấn vô như thế này nè, đó là những cái phần nước ép nó được tách ra rất là nhanh chóng và tiện lợi cho những thành viên trong gia đình của chúng ta luôn. Đó, chỉ cần bỏ vào và ấn xuống thôi. Cho màu xanh nữa nè. Cho màu xanh vô. Sơ ri vô nè. Đây, có thêm rau cải, con nhỏ sẽ rất là dễ uống quý vị nha. Nhưng mà với cái trái này như Nguyễn lau, bây giờ mình thử luôn nha. Ấn vô luôn. Thấy chưa? Không cần cắt nhỏ luôn quý vị, không cần tốn nhiều thời gian luôn. Đó là chúng ta đã bắt đầu có một cái món nước ép mà có dưa lê nè, rồi cần tây nè, có rau chân vịt và cả dưa leo nè. Đó, thơm quá chừng thơm luôn Quang Quý. Mà Như Nguyễn chỉ cần để nguyên trái dưa leo vào luôn á quý vị. Đó, coi nè, để nữa nha. Để miếng nữa thôi, đó, thơm quá. Rất là hấp dẫn mà nó lại đỡ tốn công sức của chúng ta rất là nhiều. Và bây giờ thì chỉ cần tắt máy thôi. Tên. Nè, thấy Như Nguyễn làm nhanh hơn Quý không? Xoay cái họng này lên cho nó không có nhiễu xuống nha. Đấy, mình xoay lên nè. Nhanh quá. Như vậy thì chúng ta đã có gì nào? Có gì nào, chúng ta có... Và thưa quý vị... Trời, Quang Quý nhiều màu quá. Đây, một ly nước ép bao gồm sơ ri, bao gồm thanh long đỏ và cả ổi nữa mọi người ơi. Nhiều màu sắc, nhiều vitamin ở phía bên trong. Và theo khoa học đã chứng minh là ở trong ổi nha, cái hàm lượng vitamin C nó nhiều gấp nhiều lần so với cam nha. Rồi, cũng ly nè. 1, 2, 3. Vô. Uống ngon mà không cần nói nên lời luôn quý vị, tại vì nó quá ngon. Nè quý vị biết không, trong này nè thì nó sẽ có cả là lê, rồi còn có là rau chân vịt, rồi có dưa leo luôn. Mà trong khi các bé nhỏ nhà mình á thì nhiều khi thích ăn trái cây chứ đâu có thích ăn rau đâu. Cho nên nó là tính ra là với cái cách ép như thế này là các bé sẽ thưởng thức được rất là nhiều những cái loại rau phối hợp cùng với nhiều loại trái cây, cho nên sẽ có vitamin hấp thụ thật là tốt. Mình uống là như vậy nó còn hấp thụ nhanh hơn vào cơ thể của mình nữa đó quý vị. Đúng rồi thưa quý vị, thêm một cái phần chia sẻ nữa là cách đây một tuần lễ Quang Quý đã thực hiện một cái liệu trình detox. Đó, một cái liệu trình detox quý vị nha. Quý quá đó. Hơi mập một chút xíu thôi. Nhưng mà Quang Quý chỉ uống nước ép trong khoảng thời gian là 5 ngày liên tục. Đó, mình có thể là pha trộn rất là nhiều những cái loại nguyên liệu khác nhau. Và sau 3, 5 ngày đó thì Quang Quý cảm giác là cái cơ thể của mình đã được thanh lọc rất là nhẹ nhàng nha. Tụt 3 kg.
đó. Mà thấy hôm nay đẹp hơn không? Đó, da mặt chi đẹp hơn nè. Hèn chi hồi nãy thấy sử dụng cái máy quá thuần thục, tức là đã có một tuần lễ mà giảm cân và làm nước ép quá nhiều quý vị à. Nhưng mà ngày hôm nay á, thì không chỉ là những cái món detox mà chúng ta làm từ nước ép đâu, mà chúng ta còn có thể là làm những cái món xay sinh tố giải khát cho cả nhà của mình. Rồi chúng ta còn có thể là xay những cái loại gia vị khô, những cái loại gia vị, những cái hạt cứng nữa chỉ bằng một chiếc máy xay ép 3-in-1 của Michio mà thôi. Đúng rồi thưa quý vị, và mức giá thì cực kỳ hấp dẫn quý vị nha. Nếu như mà chúng ta mua ở bên ngoài của nhà cung cấp là 1.490.000 đồng thì ngày hôm nay trên VTV Hyundai Home Shopping giảm ngày 500.000 đồng, chỉ còn 990.000 đồng mà thôi. Nhớ nha, mua một mà được tới 3 thưa quý vị, đó chỉ có trên VTV Hyundai Home Shopping mà thôi. Ngay bây giờ sẽ là khoảng thời gian quý vị liên tục alo về cho chương trình để có thể là đặt hàng cùng với chúng tôi. Với sản phẩm này sẽ giao hàng tận nơi. Với một chiếc máy xay ép 3-in-1 tiện lợi, chúng ta có thể là ép được nhiều loại trái cây, rau củ khác nhau và để làm thành cái món uống thật là ngon. Trong nhà của mình á, cũng có ông bà lớn tuổi nè hay là các bé nhỏ thì cần phải bổ sung vitamin và khoáng chất. Đây sẽ là một giải pháp hữu hiệu, bởi vì không cần phải ăn uống hay là chuẩn bị quá tốn kém. Tất cả chỉ cần thực hiện xay ép ra thôi, dễ uống và dễ thưởng thức lắm quý vị ạ. À. Và chiếc máy này dễ thao tác và lắp ráp nữa. Với máy xay ép thì chúng ta đã có những món nước ngon. Bên cạnh đó thì sẽ còn có phần máy xay khô để mà chúng ta xay các loại gia vị nè, các loại hạt cứng luôn quý vị nha. Rất nhanh, có hai chế độ để mà chúng ta nhanh chóng là tạo nên những cái món gia vị đã được xay nghiền nhuyễn luôn đó quý vị, để mà chúng ta có thể là thưởng thức và nêm nếm gia vị trong nhà của mình. Nhưng chưa hết đâu, chiếc máy này còn có thêm một công năng với một chiếc máy đi kèm nữa, đúng không Quang Quý? Đúng rồi đó quý vị, cực kỳ dễ dàng và tiện lợi luôn quý vị nha. Bên cạnh cái việc là chúng ta có thể là mình làm đồ ép nè, làm nước ép nè, hay là mình cũng có thể là xay đồ khô, và chúng ta cũng có thể làm ngay những ly sinh tố thật là mát lành cho những thành viên trong gia đình của mình quý vị nha. Với những cối thủy tinh rất là dày và chắc chắn như thế này nè, và cũng như là công suất mạnh mẽ 400W quý vị nha, xay rất là nhanh những cái loại sinh tố khác nhau. Để từ đó thì chúng ta đã có ngay những ly sinh tố nè, bổ sung vitamin vào bên trong cơ thể của chúng ta, và bên cạnh đó đẹp dáng nè, đẹp da, đặc biệt là dành cho các chị em phụ nữ nữa chứ. Không dừng lại ở đó thì nam giới trong gia đình của chúng ta cũng có thể là hưởng ké cùng với dòng sản phẩm này, đúng không ạ? Chỉ có trong chương trình ngày hôm nay mà thôi, chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị với mức giá giảm ngay là 500.000 đồng quý vị nha, chỉ còn 990.000 đồng mà thôi. Mua một nhưng mà chúng ta được tới 3, cho nên là tất cả quý vị có thể là yên tâm sở hữu ngay dòng sản phẩm ngày hôm nay cùng với Quang Quý và Như Nguyễn. Và đặc biệt với dòng sản phẩm này, khi mà tất cả quý vị có một đơn đặt hàng thành công mọi người nha, khi mà mang về nhà chúng ta nhớ là kiểm tra kỹ là có thân máy và cả là 3 cái phần đầu máy khác nhau mọi người ạ. Với 3 chức năng, ngay bây giờ nhanh tay sở hữu ngay cùng với chúng tôi. Chương trình sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Nhanh tay sở hữu cho gia đình của mình máy xay ép 3-in-1 Michio. Đầu tiên chúng ta sẽ có chiếc máy ép nè, có khay đựng thực phẩm rộng rãi và họng ép lớn luôn quý vị, dễ dàng ép các loại trái cây lớn, không cần cắt nhỏ luôn đâu quý vị thấy rồi đó. Và lưỡi ép bằng inox 304 cao cấp nữa, an toàn cho chúng ta có thể là sử dụng với nhiều loại thực phẩm khác nhau. Quai gài chắc chắn, chốt khóa an toàn, giúp chúng ta yên tâm khi sử dụng. Và vòi xoay 360 độ vô cùng tiện dụng. Còn với máy xay sinh tố thì có cối xay bằng thủy tinh cao cấp nè, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và dung tích lên đến 600ml luôn quý vị nha. Và lưỡi dao kép mạnh mẽ thì chúng ta có thể an tâm mà làm nên những cái món sinh tố ngon từ nhiều loại trái cây, thậm chí là từ những cái loại bánh quy nữa. Bên cạnh đó thì còn có thêm máy xay đồ khô với cối xay bằng nhựa cao cấp và lưỡi xay sắc bén, xay tất cả gia vị kể cả hạt cứng như tiêu. Đa năng, tiện dụng, tiết kiệm chi phí, mua một được ba. Và thưa quý vị, với dòng sản phẩm ngày hôm nay máy xay ép 3-in-1 Michio quý vị nha, công suất thì mạnh mẽ là 400W nè, tốc độ xay ép cực kỳ nhanh chóng luôn. Với thân máy làm bằng inox 201 sáng bóng và sang trọng nữa chứ, chân đế cao su nè giúp chống trượt và an toàn khi sử dụng. Sản phẩm của chúng tôi được bảo hành trong thời gian 18 tháng với màu sắc sáng trọng và phù hợp cho mọi không gian. Máy xay ép 3-in-1 Michio tiết kiệm không gian và chi phí đầu tư. Một máy xay ép 3-in-1 Michio sẽ gồm có máy ép trái cây, máy xay sinh tố, máy xay đồ khô, sản phẩm tiện ích cho mọi gia đình. Và đặc biệt chỉ có trong chương trình ngày hôm nay mà thôi, khi mà quý vị có một đơn đặt hàng thành công sản phẩm máy xay ép 3-in-1 Michio quý vị nha, hãy nhớ kiểm tra kỹ nè, bộ sản phẩm bao gồm là một thân máy nha, một cối ép, một cối xay sinh tố và cả một cối xay khô nữa. Tất cả những dòng sản phẩm như vậy á nha, giá nhà cung cấp là 1.490.000 đồng, nhưng ngày hôm nay trên VTV Hyundai Đại Home Shopping chúng tôi giảm ngay 500.000 đồng cho tất cả mọi người, chỉ còn 990.000 đồng mà thôi, chỉ có trong 30 phút phát sóng mà thôi. Hãy nhanh chóng sở hữu ngay quý vị ơi.
Quý vị ơi, Như Nguyễn và Quang Quý đã trở lại cùng với chiếc máy xe F3 trong 1 của Micio. Và hồi nãy Quang Quý thử thách thì bây giờ tới lượt Như Nguyễn. Như Nguyễn sẽ thử thách Quang Quý làm sao phải ép được ớt nha, để mà tạo nên một cái món nước ép thiệt là ngon. Còn Như Nguyễn sẽ ép xà lách đỏ, một cái loại xà lách tốt cho sức khỏe của chúng ta. Trời ơi, ép mấy cái mềm mềm dễ không ha? Xong không tôi hề cái dễ, cứng không, à. không hề nha. Bỏ vô cho lẹ. Không hề. Nếu như mà với những cái loại mà rau nè, với những cái loại lá như thế này còn khó hơn nữa đó Quý, mà phải ép được ra nước để mà thưởng thức luôn. Mà bình thường á xà lách đỏ thì nó sẽ có cái vị hơi nhẫn nhẫn quý vị ạ. Ủa sao chứ? Rồi chơi luôn. Bắt đầu. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cho chung với các loại trái cây thì nó sẽ dễ thưởng thức vô cùng. Như vậy thì bé nhà mình nhóm siêu không thích ăn rau á, là mình có thể là cho các bé được thưởng thức rau nè quý vị ơi. Đây, ép xuống nha. Đó, ép nhiều nho vô. Đó, từ từ. Và thưa quý vị, trong lúc một người con gái kia đang cứ phải tất tả ngược xuôi để có thể quay xà lách và nho thì Quang Quý đã xong rồi mọi người ạ. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức. Rất là thơm, rất là thơm. Và phần thắng ngày hôm nay đã thuộc về Quang Quý. Yeah, uống nào. Sao, miễn tôi có món uống ngon là tôi uống là được. Đây, rồi, Như Nguyễn cũng có nước uống để thưởng thức đây. Ê, lúc đầu á là Quý sợ là cái phần ớt chuông nó rất là khó uống nha. Nhưng mà khi mà pha chung với khóm nè, cũng như là những cái nguyên liệu khác như là táo á, nó rất là ngon luôn mọi người. Mình cũng có thể là chủ động mình chế biến những cái công thức của riêng gia đình mình mọi người nha. Quý có biết là nước ép ớt á nó sẽ giúp giảm cân không? Đúng rồi. Ngon ngon quá, nó không còn cái vị đắng của xà lách đỏ nữa quý vị ạ. Bây giờ là mình uống nước ép xong rồi, bây giờ mình sẽ đi làm sinh tố đi. Ok, hồi nãy là mình ăn chuối với Oreo đúng không? Bây giờ mình cũng là thưởng thức chuối, nhưng mà mình có thể là sử dụng với nhiều cái loại chua 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 hơn cho nó hấp dẫn hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ có gì đây? Ok, mình sẽ có chuối nè, mình sẽ có thêm những cái loại hạt nè, rồi có thêm dâu với lại mắm xôi nữa. Rồi, Quang Quý lại mở trái chuối đầu tiên. Mình sẽ mở trái chuối đầu tiên, mình sẽ bỏ vô thôi, rất là nhanh chóng và tiện lợi. Tèn. Không bẻ ra luôn. Khỏi đi, trời ơi, lưỡi xay chắc chắn lắm. Cho dâu vô. Rồi, bây giờ mình sẽ để dâu vào nha. Đúng rồi. Bây giờ là mình cũng có thể là mình tự chủ động á, mình tự chế biến những cái công thức mà mình sáng tạo nha mọi người. Những lúc mà chúng ta ở nhà, Quang Quý tin chắc rằng là tất cả các chị em phụ nữ của chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái công thức khác nhau nè. Rồi, bây giờ mình cho những cái loại hạt luôn đó. Rồi. Một cái sự phối hợp tuyệt vời để đổ mà chúng sữa ta nào có những cái món uống hấp dẫn. Cho sữa vô. Đây, đây là một chiếc cối xay sinh tố mà có dung tích 600ml luôn quý vị. Cho nên là quý vị thấy đó, chúng ta để được rất là nhiều luôn á, những cái loại nguyên liệu khác nhau. Rồi, đậy nắp lại và mở máy lên thôi. Đúng rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở máy mọi người nha. Rồi, trong lúc mà thời gian thì không còn nhiều thì xay thêm chiếc máy xay khô nữa. Đúng rồi, hãy xay đường phèn đi nào, ấn vô, bẻ mạnh quá, đó, xay luôn. Wow. Để coi cái bên nào xay nhanh hơn nha. Đó thôn chưa? À. Bên này cứng hơn. Nè, bây giờ nè, Quang Quý sẽ chỉ Như Nguyễn nè, sẽ có những lúc mà chúng ta sẽ có cái chế độ nhồi nha. Đó, ngược vậy nè, để nhồi, đó. Đó. Cái này là chỉ luôn cho tất cả mọi người đúng rồi. Luôn đó. Và bên cạnh đó là như vậy thì chúng ta sẽ có thể là cùng nhau thực hiện rất là nhanh chóng và tiện lợi những cái món khác nhau mọi người nha. Như là bây giờ là Quang Quý đã thực hiện ngay là một cái món nước sinh tố rồi, và bên kia thì Như Nguyễn cũng đã xay sẵn, đó chính là đường phèn rồi. Đúng rồi. À, wow, cực kỳ thơm ngon như thế này thơm mọi quá. Người nha. Trời ơi, nhìn trời. Thật là hấp dẫn mọi người ạ. À. Rồi, và bây giờ thì Như Nguyễn tiếp tục đi nào. Đây, Như Nguyễn vẫn đang tiếp tục với chiếc máy của mình đây. Đó, quý vị thấy không, đường phèn từ từ đã được xoay nhuyễn luôn đó quý vị. Đó, để mà chúng ta sẽ nhanh chóng nấu được đường phèn. Đó, nó sẽ có cái chế độ nhồi nữa quý vị nha. Để mà chúng ta có thể là nhồi thực phẩm nè, đó. Những cái loại thực phẩm cứng như thế này mà chiếc máy xay này vẫn có thể xử lý được luôn. Đúng rồi, cho nên là tất cả chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm cùng với rất là nhiều những chức năng khác nhau mọi người nha. Và một lần nữa thì chúng tôi nhắc lại đến cho tất cả quý vị những cái thông tin trong dòng sản phẩm lần này để cho tất cả quý vị chúng ta có thể là sở hữu cùng với chương trình mọi người nha. Đó, và với dòng sản phẩm lần này, máy xay F3 trong 1 đến từ thương hiệu Micio, trong một bộ sản phẩm bao gồm một thân máy, một cối ép, một cối xay sinh tố và cả một cối xay khô nữa chứ. Giá nhà cung cấp là 1.490.000 đồng. Ngày hôm nay giá trên VTV Hyundai Home Shopping giảm ngay 500.000 đồng cho tất cả mọi người, chỉ còn 990.000 đồng mà thôi. Mà chúng ta sẽ có một
một bộ máy luôn quý vị nha. Tức là mua một được ba, chúng ta sẽ có được một cái chiếc máy xay ép 3 trong 1 để mình có thể là xay đồ khô được nè, mình có thể xay sinh tố được, và mình ép được rất là nhiều loại trái cây thơm ngon nữa đó quý vị ơi, đến từ thương hiệu Michio. Và sản phẩm này sẽ được bảo hành lên đến 18 tháng quý vị nha. Vì thế nhanh tay đặt hàng ngay đi, điện thoại đã hiển thị trên màn hình rồi, để quý vị có thể sở hữu một chiếc máy đa năng và tiện dụng như thế này cho không gian bếp của mình. Và thưa quý vị, thời gian trong chương trình mua sắm ngày hôm nay không còn nhiều nữa đâu quý vị nha. Nếu như mà chúng ta mong muốn là thực hiện những cái món xay ép thật là thơm ngon cho những thành viên trong gia đình của mình thì đừng ngần ngại, hãy sở hữu ngay và có một cái đơn đặt hàng thành công trong chương trình ngày hôm nay cùng với Quang Quý và Như Nguyễn mọi người nha. Với phần thân máy inox như thế này rất là sáng bóng, phù hợp cho mọi không gian sống của chúng ta mọi người nha. Và không dừng lại ở đó thì một chiếc máy mà thôi, chúng ta đã có thể là có rất là nhiều những chức năng khác nhau, như là mình có thể là làm nước ép nè, tùy thuộc theo cái nhu cầu của chúng ta mà có thể là sáng chế ra những công thức nè cực kỳ hấp dẫn, và cũng như là cung cấp hàm lượng vitamin và dưỡng chất vào trong cơ thể của chúng ta mọi người nha. Để có thể là chúng ta có thể là bổ sung những cái dưỡng chất cho cơ thể của mình, cũng có thể là giảm cân một cách cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả luôn mọi người nha. Đó, và chúng ta cũng có thể là thực hiện là mình xay khô luôn hả Như Nguyễn? Đúng rồi đó, chúng ta có thể xay những cái loại mà hạt nè, thậm chí là những cái hạt cứng như hạt tiêu hay hạt cà phê cũng được luôn quý vị nha, bằng chiếc máy xay ép 3 trong 1 của Michio này đây. Vì thế rất là tiện dụng cho không gian bếp của mình, không có cần tốn nhiều loại máy móc cồng kềnh, không có tốn nhiều diện tích nữa. Và quý vị thấy không, chúng ta có thể làm được nhiều những cái món sinh tố thơm ngon và hấp dẫn, lại bổ dưỡng nữa cho các thành viên trong gia đình của mình, mà lại vô cùng dễ dàng thưởng thức. Và câu chuyện mà nấu ăn trong bếp sẽ trở thành cái niềm vui cho tất cả quý vị luôn. Đặc biệt vui hơn là khi mà mua sản phẩm này thì quý vị sẽ có ưu đãi lên tới 500.000 luôn đó quý vị nha. Bình thường là 1.490.000 đồng, và bây giờ chiếc máy 3 trong 1 này chỉ có 990.000 đồng mà thôi, khi mà quý vị mua hàng trên VTV Hyundai Home Shopping. Đúng rồi thưa quý vị, và bên cạnh đó dòng sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi còn mang đến cho tất cả quý vị một ưu đãi nữa là giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Nói đến đây thì thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều nữa, chúc cho tất cả mọi người sẽ có những cái món xay ép sinh tố thật là nhanh chóng và tiện lợi trong dòng bếp của mình mọi người nha. Còn bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy tiếp tục đừng chuyển kênh mọi người nha, mua sắm những sản phẩm tiếp theo đã được phát sóng trên VTV Hyundai Home Shopping quý vị ơi. Quang Quý, Như Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại. Sản phẩm máy xay ép 3 trong 1 đến từ thương hiệu Michio quý vị nha, với khay đựng thực phẩm rộng rãi nè, họng ép lớn quý vị ạ, dễ dàng ép các loại trái cây lớn mà không cần cắt nhỏ, lưỡi ép bằng inox 304 cao cấp, quai gài cực kỳ chắc chắn, chốt khóa an toàn quý vị ạ, an toàn khi sử dụng. Bên cạnh đó vội xoay 360 độ cực kỳ tiện dụng luôn. Bên cạnh đó khi mà chúng ta lắp vào ở dạng máy xay sinh tố thì như thế nào ạ? Cối xay bằng thủy tinh cao cấp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nè, dùng tích lên tới là 600 ml, lưỡi dao kép mạnh mẽ có thể xay rất là nhiều những cái loại sinh tố khác nhau tùy thuộc theo nhu cầu của chúng ta mọi người nha. Ngoài ra có thể là thay thế cái cối xay khác nữa quý vị ạ, để có thể là xay đồ khô nè, cối xay bằng nhựa cao cấp, lưỡi dao thì cũng cực kỳ sắc bén, xay tất cả các loại gia vị kể cả hạt cứng như là tiêu, đa năng tiện dụng, tiết kiệm chi phí, mua 1 được 3. Máy xay ép 3 trong 1 Michio công suất 400W với tốc độ xay ép nhanh chóng, thân máy bằng inox 201 sáng bóng với chân đế cao su nữa, cho nên chúng ta có thể an tâm đặt ở nhiều mặt phẳng khác nhau, giúp cho chống trượt, an toàn sử dụng. Sản phẩm được bảo hành 18 tháng, màu sắc sang trọng, phù hợp mọi không gian. Và đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta có thể là tiết kiệm không gian và chi phí đầu tư với dòng sản phẩm lần này mọi người nha. Một chiếc máy xay ép 3 trong 1 Michio mà thôi thì sẽ bằng được 3 chức năng cộng lại của máy xay ép trái cây, máy xay sinh tố và cả máy xay đồ khô nữa chứ. Sản phẩm tiện ích cho mỗi gia đình. Chỉ có trong 30 phút phát sóng mà thôi, quý vị hãy nhanh tay lên để có máy xay ép 3 trong 1 Michio. Chọn bộ sản phẩm gồm 1 thân máy, 1 cối ép, 1 cối xay sinh tố, 1 cối xay khô. Giá nhà cung cấp là 1.490.000 đồng, nhưng sẽ được giảm ngay 500.000 đồng khi mua sắm trên VTV Hyundai Home Shopping. Chỉ còn 990.000 đồng.